Anh còn nghĩ thì sao? Anh có nghĩ rằng quá bất ngờ hay không khi mà trong một trận đấu mà Tấn Huy bị ép chân ngay từ đầu và sau khi bị thẻ đỏ thì tiếng người thì các cầu thủ Singapore lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ có cho mình là có một thắng cúp và sông nghiệp. Vâng, thực sự là có quá nhiều cảm xúc ở trong khoảng một phút một giờ ở hiệp đấu đầu tiên. Singapore được hưởng một quả phạt trực tiếp nhưng họ ngay lập tức nhận được tin buồn khi mà Sakuwan phải nhận thẻ đỏ, nhưng ngay lập tức sau đường truyền của Sulaiman thì Song Wijon mới có mặt kịp thời để cân bình tỷ số. Thế nhưng nói chung cả hiệp 1 thì Singapore đã thể hiện